Xin kính chào tất cả quý khách hàng, các cô chú và các anh chị em đang theo dõi kênh của em Hồng Thanh Hàng Thùng, chuyên về hàng si tuyển của các thương hiệu lớn đến từ Úc, Hàn, Nhật, Mỹ. Em Thanh xin kính chúc tất cả quý khách hàng có một tuần làm việc mới thật là nhiều năng lượng để kiếm nhiều ngân lượng. Các anh chị cô chú đang theo dõi video của em Thanh chưa có đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh để mình không bỏ lỡ các video của em mỗi buổi sáng hàng ngày. Còn quý khách hàng cần đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832625789 để em gửi hàng cho mọi người. Hôm nay thì em sẽ lên các mã áo gió của Hàn và có một số mã là áo của Nhật các anh chị cô chú ạ. Tuy nhiên cái giá hôm nay nó cực kỳ tốt luôn, chỉ là 100 đến 250 nghìn tùy từng sản phẩm. Vì là cái mức giá tốt như thế này rồi cho nên là em sẽ không miễn phí ship đâu ạ. Nhưng mà em sẽ miễn phí ship khi các anh chị cô chú mua từ 3 sản phẩm trở lên nhá. Còn dưới 3 sản phẩm vui lòng thanh toán phí ship 22 ngàn giúp em, cộng với giá sản phẩm. Và với những cái video đặc biệt như thế này với mức giá là mức giá cực kỳ tốt, mức giá tri ân cho các anh các chú thì mình vui lòng không đổi trả giúp em. Tránh trường hợp là người muốn mua thì chẳng được, còn người mua được thì lại không nhận hàng. Đó, các anh các chú mình cứ nghe rõ thông số để mình chốt hàng. Còn hàng nhà em sẽ zoom cận chất, sẽ nói chính xác cụ thể số đo rồi. Cho nên các anh các chú mình cứ căn cứ theo kích thước đó để mình mua hàng cho nó dễ. Và không để các anh chị cô chú chờ đợi lâu nữa, em Thanh sẽ vào các sản phẩm ngày hôm nay. Hôm nay cứ 3 sản phẩm thì em mới miễn phí ship nhá. Giá hôm nay thì chủ yếu là tầm khoảng 150.000 một sản phẩm, có những cái nó chỉ 100.000, 120, còn có những cái nó xuất sắc hơn thì có thể là lên 200.000. Đó, đầu tiên hôm nay em lên em không có ABC thì nữa, em vào mã 1 luôn. Mã áo gió này, 1 vai 45 bụng 52 và dài 64. À, tất cả hàng nhà em nhá, đã giặt rất là cẩn thận, đã giặt là rồi. Tuy nhiên là vì để trong kho em phải gập để trong túi ấy, chứ mình không thể treo lên được, rất là bụi, em phải để trong túi. Thành ra là hôm nay em khá là vội, em chưa có là được. Nhưng các anh các chú mua thì em sẽ là lượt rất là cẩn thận để gửi các anh các chú ạ. Mã 1 này, vai 45 bụng 52 và dài 64, giá 150.000. Đây ạ, có một hiệu là đây ạ, Evan River các anh các chú nhá. Chất liệu kaki, đó, rất là mềm mượt. Form này nó trẻ trung, áo gió một áo kaki một lớp ạ. Áo kaki một lớp các anh các chú nhá. Đây có túi ở đây, phù hợp với các anh các chú và mình thích mặc kiểu gọn gàng ấy. Màu nó là đây ạ, màu ghi. Nó là thật ra thì không phải là màu ghi mà nó màu đen phù với màu trắng ấy, xong nhìn nó thành giống như màu ghi. Nhưng mà nó hai màu phối lại với nhau đấy ạ. Anh các chú nhìn đường kim mũi chỉ của nó này. Mã 1. Một em Evan River ạ. Đó. Kiểu dáng bu rông, kiểu dáng bu rông nhá, chứ không phải bomber. Mã 1, vai 45 bụng 52 và dài 64, giá 150.000. Mã 2, vai 49 bụng 58 và dài 73. Vai 49 bụng 58 và dài 73, màu xanh nhá, màu xanh anh các chú ạ. Bên trong nó có lót dù này, áo gió hai lớp đấy ạ. Đây, tag của nó đây, tag hàn anh các chú ạ. Ở dưới này có dây kéo, cổ trụ. Mã 2, là chất gió khá là dày dặn hai lớp. Vai 49 bụng 58 dài 73, giá 150.000. Em lên mã 3 này. Mã 3, vai 50 bụng 58 và dài 73. Vai 50 bụng 58 và dài 73, một em áo chất kaki hai lớp ạ. Bên trong là lót gió dù này, bên ngoài là chất kaki và kiểu dáng nó cũng rất là hay, cổ bẻ và tay cái phần vai này này, đó là vai suôn nhá. Em cứ ướm là tầm khoảng 50, vai 50, nhưng mà các anh các chú mà tầm vai 48 đến 52 là mặc vẫn ok. Mã 3, vai 48 đến 52, dài bụng 58 và dài là 73, giá 180.000. Cái này thì tay nó bo này các anh các chú ơi. Dáng thì nó là dáng suông nhưng mà tay nó có bo như thế ạ. Một hiệu, cái này là hiệu thương hiệu, một thương hiệu của Mỹ các anh các chú ạ. Em xem cái tag của nó. Chắc là hình như cái này nó bị cắt tag rồi các anh các chú ạ, cắt tag sườn thì phải. Còn cái thương hiệu Balala này thì các anh các chú biết là của Mỹ đấy ạ. Đó. Mã 3, vai 50, vai 48 đến 52, dài 58 và bụng. Em xin lỗi em đọc lại ạ. Vai 48 đến 52, bụng 58 và dài 73, giá 180.000 ạ. Một em của Banana, một thương hiệu của Mỹ này. Em lên mã 4, một em áo gió một lớp anh các chú ạ. Mã 4, nó may kiểu dáng rất là lịch sự. Vai 46, bụng 53 và dài 71. Áo gió một lớp các anh các chú ạ. Cái này các anh các chú mà mình hoặc khoác đi đường ấy, mà khoác đi đường mà để chống nắng chống gió đều rất là ok này. Miền nào mình cũng mặc được, nhưng mà nó là chất liệu gió mỏng một lớp. Đó, có hai túi ở ngực màu ghi các anh các chú nhá. Tay là cúc bấm này, con này giá 100.000 thôi ạ. Mã 4.
vai 46, bụng 53 và dài 71, giá 100.000, áo gió một lớp ạ. Áo gió một lớp anh các chú nhá. Đó, có hai túi ngực và hai túi xỏ tay. Mã 4, vai 46, bụng 53, dài 71, giá 100. Em lên mã 5. Một mã áo gió, cũng là áo gió một lớp anh các chú ơi. Mã 5, vai 50, bụng 60 và dài 70, giá 150.000. Cái này thì nó có mũ này, mũ có thể tháo rời. Đó. Tay nó có bo và có khóa dán các anh các chú ơi. Đây ạ, có cái tên thương hiệu của nó ở đây. Nó là áo gió một lớp với dòng áo gió thể thao ấy. Đây này, cái chỗ mà thông thông hơi này các anh, thông khí các anh các chú, phần nách. Đó, các anh các chú mình mặc vận động khi mà mình tập thể thao này, hoặc là đơn giản mình mặc để chắn gió cũng ok thôi. Mã 5, vai 50, bụng 60, dài 70, giá 150.000, quá rẻ luôn các anh các chú ạ. Đây này, có dây kéo. Mũ có thể tháo rời. Mã 5, vai 50, bụng 60 và dài 70, giá 150.000. Em lên mã 6 ạ. Mã 6, vai 50, bụng 52 và dài 72. Vai 50, bụng 52 và dài 72 ạ. Đây ạ, một em áo phối đủ các màu luôn. Màu vàng, màu rêu, màu ghi nhá các anh các chú. Đây ạ, tay nó có bo và có khóa dán luôn. Màu này nó màu sắc nó sặc sỡ đấy. Mã 6 này, giá em này là 150.000 các anh các chú ạ. Mã 6, vai 50, bụng 52 và dài 72. Vai 50, bụng 52 và dài 72 ạ, giá 150.000 nhá. Áo gió một lớp các anh các chú ạ. Một lớp nhưng mà nó kiểu nó, em thấy nó dày dặn ấy. Ồ, cái này là hai lớp đấy, không phải một lớp đâu. Đây ạ, hai lớp các anh các chú ơi. Mã 6, vai 50, bụng 52 và dài 72, giá 150.000. Đó, hôm nay em bán nó loanh quanh cái giá như thế thôi, rất là rẻ ấy. Bình thường những con áo này phải bán tầm 250, 280 hoặc 300. Mã 7 này. Mã 7, vai 47, bụng 57 và dài 65, giá 250.000. Đây. Rất là đẹp, kiểu dáng nó lịch sự. Những con này thì các anh các chú mặc cực kỳ thích. Cái này thì là nó màu trắng sữa sữa nhá các anh các chú. Tay có khóa bấm này, tay có cúc bấm hai nấc. Đó, may cực kỳ đẹp luôn, có hai túi ngực và hai túi xỏ ở đây. Bên trong nó có túi ngực nhá các anh các chú, bên trong có túi ngực. Mã 7 này. Vai 47, bụng 57 và dài 65. Áo gió hai lớp. Đây ạ. Chất lót gió dù này, cực kỳ xịn luôn. Giá 250.000 mã 7. Vai 47, bụng 57, dài 65. Mã 8. Vai 46, bụng 59 và dài 69. Vai 49, bụng 59 và dài 69 á. Áo gió hai lớp các anh các chú nhá. Gió hai lớp này. Đó, có dây kéo bên trong nó lớp lót gió dù này, xịn sò không? Đây tác của nó đây. Đó. Tác hàn đây các anh các chú nhìn ạ. Nó là màu ghi xám ấy, nó màu ghi xám kiểu màu lông chuột ấy các anh các chú ạ. Mã 8, vai 46, bụng 59 và dài 69 này. Giá 180.000. Vai 46, bụng 59 và dài 69 các anh các chú nhá. Cổ trụ ạ. Cổ trụ. Tay nó có bo và có khóa dán. Túi này thì nó có kéo khóa này. Để em xem túi bên trong xem nhá. Bên trong nó có túi đây. Túi để điện thoại. Túi ở bên trên ngực nữa. Đó. Mã 8. Vai 46, bụng 59 và dài 69, giá 180.000 ạ. Em lên mã 9. Mã 9. Vai 48, bụng 56 và dài 70 này. Một em áo của Elise các anh các chú ạ. Elise, một thương hiệu rất là quen thuộc ở các mã áo gió rồi. Áo gió một lớp của Elise, một thương hiệu của Ý đây ạ. Một thương hiệu của Ý này. Con này 150.000. Con này có giá là 150.000. Mã 9, vai 48, bụng 56 và dài 70. Giá 150.000. Cái này nó có dây kéo các anh các chú ạ. Màu đen phối với màu ghi. Đó. Cái này thì nó có túi ở phía bên trong đây, túi rất là rộng. Mã 9, vai 48, bụng 56 và dài 70, giá 150.000. Em lên mã 10. Mã 10. Vai 41, bụng 46 và dài 66. Con này thì form nó nhỏ nhưng anh các chú mà kiểu dáng nó là dáng thể thao ấy. Cái này các anh các chị đều mặc được. Ai cũng có thể mặc được, kiểu dáng là unisex. Đó. Chất liệu của nó đây, gió một lớp nhá, gió thun ấy, cực kỳ xịn luôn. Đó, con này là của Reebok đây. Một em hiệu Reebok này. Mã 10,
Vai 41, bụng 46 và dài 66. Giá 150.000 thôi. 150.000 này. Áo bo. Có tay bo, dây kéo đấy ạ. Kiểu dáng rất là trẻ trung, form nó gọn đấy các anh nhá chú. Mã 10, vai 41, bụng 46 và dài 66 nhá các anh nhá chú. Giá 150.000. Em lên mã 11. Em lên mã 11 ạ. Một em màu nâu vàng, vàng nâu. Mã 11 này. Vai 50, bụng 60 và dài 67. Cái này cái kiểu nó là vai trễ nhá, cho nên tầm vai 50 là mặc ok đấy các anh nhá chú ạ. Vai 50, bụng 60 và dài 67, kiểu dáng bomber. Đó. Nó là kiểu gió nhăn ý. Cái này là cái chất vải đó là gọi là gió nhăn, chứ không phải là gió, nó không phải là do trong quá trình sử dụng nó bị nhăn đâu, mà chất liệu ngay từ đầu nó là như thế. Áo có túi ngực ạ. Đây, con này thì hai lớp rất là đẹp. Mã này là giá 200.000, mã 11. Vai 50, bụng 60 và dài 67, giá 200.000 anh nha chú nhá. Tay nó thì là không có bo đâu, nó có khóa, nó có cúc hai nấc như thế này và thân nó là bo. Mã 11, vai 50, bụng 60, dài 67, giá 200.000. Em lên mã 12, em lên mã 12. Vai 40, bụng 48 và dài 72. Vai 40, bụng 48 và dài 72. Con này giá 250.000 này các anh các chú ơi. Form nó rất là nhỏ, phù hợp với các anh các chú mà cỡ tầm khoảng 55 cân trở lại nhá. 55 cân trở lại mặc nó sẽ ok đấy ạ. Đây, cái này nó là tác cài này. Đó, kiểu phong cách lính ấy. Rất là đẹp, màu ô liu nhá các anh các chú. Cái này các anh các chú nào cao cỡ khoảng tầm 1m68 trở lại mà nặng cỡ khoảng tầm 55 56 cân thôi thì là mặc sẽ đẹp đấy ạ. Mã 12, vai 40, bụng 48 và dài 72, giá 250.000, dáng tay suông. Cái này là áo hai lớp đấy các anh các chú ơi, chất kaki và là lớp lót gió dù này. Bình thường anh em chú có thể xem kênh của em, những con áo như này thì bình thường em bán tầm 6-700, hôm nay em bán chỉ 250.000. Đây, ở phần cổ của nó cũng có cúc, cũng có khóa như này, đúng kiểu áo thời trang phong cách lính đây. Đó, mã 12, vai 40, bụng 48, dài 72, giá 250.000. Rất là rẻ luôn đấy. Mã 13, một em áo gió một lớp. Mã 13, vai 49, bụng 58 và dài 70. Vai 49, bụng 58 và dài 70. Cổ của nó đây ạ. Đó. Tay là có hai cúc này. Chất liệu là gió. Chất liệu gió nhăn ấy. Kiểu là thực ra nó giống như áo sơ mi luôn. Cực kỳ đẹp. Mặc nhẹ nhàng mà lịch sự các anh các chú ạ. Đó. Mã 13. Vai 49, bụng 58 và dài 70. Giá 150.000. 150.000 con này ạ. Có túi ở trong này, ông trong này cũng có túi luôn nhá, mặc dù nó là áo một lớp thôi nhưng mà nó mặc nó may này. Anh chú nhìn này, khóa là khóa nhôm rất là xịn sò. Cái này là của hiệu gì đây, Mark Apparel. Mã 13, vai 49, bụng 58 và dài 70, giá 150.000, một em màu xanh than một lớp. Mã 14 ạ. Vai 44, bụng 51 và dài 66. Vai 44, bụng 51 và dài 66 ạ. Gió hai lớp. Bên ngoài thì là nó là lớp gió, bên trong là lớp lót dù này. Con này thì cực kỳ ấm luôn, mặc con này thì đứng ở ngoài mà khóc. Tiny Winnie các anh các chú ơi, một thương hiệu. Con này em không nhầm thì nó là một thương hiệu của Mỹ đấy. Đây ạ, cái thương hiệu này này. Mã 14. Vai 44, bụng 51 và dài 66, giá 200.000 anh nha chú ạ. Tay nó có bo và có khóa dán nhá. Chất gió dày dặn này. Mã 14, vai 44, bụng 51 và dài 66, giá 200. Mã 15. Vai 48, bụng 57 và dài 68 này các anh các chú ơi. Kiểu dáng là bu rông như thế này. À không, cái này không phải bu rông, dáng suông thôi. Nhưng mà màu nó rất là đẹp. Màu nó là màu nâu. Đây phần lớp lót của nó này. Anh các chú nhìn giống như lớp lót vét luôn. Cổ của nó rất là đẹp luôn, cổ trụ có phối này. À, có hai túi ngực nhá các anh các chú. Đây ạ. Hiệu Walk Away. Mã 15, vai 48, bụng 57 và dài 68, giá 200.000 anh nha chú ơi. 200.000 con này. Mã 16,
Vai 48, bụng 56 và dài 70. Con này em tặng nhá. Áo này là áo gió một lớp nhưng tuy nhiên nó có bị lỗi này. Đây ạ. Các anh chú mà tuy nhiên em tặng cho các anh chú mua hàng chứ không tặng cho các anh chú không mua hàng đâu ạ. Đó, lỗi này thì các anh chú mình vẫn có thể mặc được nếu các anh chú không không đòi hỏi cái độ hoàn hảo của nó. Một xíu thôi, đây ạ. Mình mặc thì cũng chẳng lộ gì nhiều đúng không ạ? Nó không phải ở phần trên ngực. Đó. Em tặng mã này nhá. Áo này là áo gió một lớp màu xanh phối với màu ghi này. Mã 16, vai 48, bụng 56 và dài 70. Mã tặng ạ. Tay có bo, tay có khóa dán. Mã 16, mã tặng. Mã 17. Vai 49, bụng 59 và dài 68. Vai 49, bụng 59 và dài 68. Một em áo của Union Bay. Đây ạ, chất liệu ở phía ngoài nó là kiểu chất chất gió gì nhỉ? Chất gió mà nó như gió như lụa ấy, gió lụa ấy. Phía bên trong nó lót rất là dày dặn luôn. Khóa đồng này các anh nhá chú ơi. Của Union Bay. Giá 180.000. Đây, tay nó là cũng cúc bấm nhá, tay cúc bấm như thế này. Và phía dưới của nó đấy. Mã 17. Vai 49, bụng 59 và dài 68. Giá 180.000 các anh nhá chú ạ, 180.000 áo gió hai lớp. Em lên mã 18 này. Một em của Zip để các anh nhá chú ơi. Một thương hiệu cực kỳ đắt đỏ của Mỹ đây. Mã 18. Vai 49, bụng 60 và dài 73 giá 200.000. Cái này nó là áo chui đầu đấy ạ. Đây ạ. Áo chui đầu nhá các anh nhá chú. Chất nó là chất liệu kaki. Hai lớp ạ. Phía bên ngoài là kaki này, bên trong là lớp lót dù. Xịn sò cực kỳ luôn. Kiểu dáng nó trẻ trung, phù hợp với các anh các chú mà mình thích mặc kiểu bụi bặm một xíu ấy. Mình phối với cái quần mà nó cũng khá là bụi bặm. Trông hay lắm. Trông trẻ cực kỳ luôn. Tay có cúc bấm như thế này các anh các chú ạ. Mũ thì không tháo rời nhá. Đó, kiểu dáng của nó đây. Có cái dây kéo ở phần eo. Mã 18 này. Vai 49, bụng 60, dài 73, giá 200.000. Mã 18. Em lên mã 19. Một em của Indian. Mã 19. Vai 50, bụng 58 và dài 68. Vai 50, bụng 58 và dài 68. Con này thì nó bị hơi nhầu một xíu. Em sẽ là cẩn thận để gửi cho các anh các chú ạ. Đó, kiểu dáng nó là kiểu dáng bomber áo một lớp nhá các anh các chú ơi. Đây, giá 120.000 ạ. Ở phần ở phía trước nó thì nó là áo hai lớp, nó là lót lưới thôi, nó không đẹp. Lót lưới như thế này. Còn ở phía đằng sau nó chỉ một lớp thôi, dây kéo này. Mã 19. Vai 50, bụng 58 và dài 68, giá 120.000. Hôm nay có rất là nhiều áo kaki luôn. Mã 19 này. Bây giờ đến mã 20. Vai 46, bụng 59 và dài 71. Vai 46, bụng 59 và dài 71 ạ. Một em áo kaki nhá các anh các chú ơi. Đó. Vai 46, bụng 59 và dài 71 này, giá 200. Giá 200 con này, toàn bộ chữ này là chữ thêu New York đây ạ. Đó. Con này nếu em không nhầm nó là hiệu của Uniqlo. Đây, tag của nó đây. Tag rất là nhiều. Không phải đâu các anh các chú ạ. Nó là đây, HM các anh các chú ơi, của HM. Mã 20. Vai 46, bụng 59 và dài 71, giá 200.000. Mũ không tháo rời nhá các anh các chú. Đây ạ. Rất là đẹp. Con này mặc kiểu bụi bặm ấy, hoặc là các anh các chú mà mình mua cho con cháu mình, các bạn thanh niên ấy mặc cực kỳ đẹp luôn. Đó, bạn nào mà cao cao gầy mặc đẹp lắm. Mã 20. Vai 46, bụng 59 và dài 71, giá 200.000. Mã 21 này, một em áo hai lớp, gió hai lớp anh các chú ạ, của Beng Beng Jean. Mã 21. Vai 37, bụng 49 và dài 65. Vai 37, bụng 49 và dài 65. Con này giá là 180.000. Mũ có thể tháo rời ạ. Mũ có thể tháo rời nhá các anh các chú. Cái này thì những anh những chú nào mà nhỏ mặc hoặc là các chị mặc này. Đó. Mã 21. Vai 37, bụng 49 và dài 65. Giá 180.000 áo gió hai lớp ạ. Của Beng Beng Jean nhá, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Mã 21 giá 180.000. Em lên mã 22. Mã 22. Vai 48, bụng 55 và dài 69 này.
vai 48, bụng 55 và dài 69, áo gió hai lớp, phía ngoài là gió, phía bên trong là lót gió dù đấy ạ. Cái này thì cũng hơi nhỏ, em sẽ là đó, con này giá 200.000 anh các chú ạ. Tay có cúc bấm này, mã 22, vai 48, bụng 55 và dài 69, giá 200. Mã 22, em lên mã 23, vai 49, bụng 53 và dài 69 này, vai 49, bụng 53 và dài 69, áo gió hai lớp các anh chú ạ, giá 150.000. Phía bên trong đây, phía bên trong cái phần phần thân trước của nó, cái này nó đều là một lớp hết các anh chú ạ. Phần mũ của nó thì là hai lớp thôi, mũ không tháo rời nhá các anh chú. Tay có bo đấy, form cực kỳ trẻ trung, có dây kéo này các anh chú ơi. Đó, mã 23, vai 47, bụng 53 và dài 69, giá 150.000. Mã 24, một em áo kaki này, con này thì siêu đẹp luôn anh em chú ơi, áo kaki mà kaki nhung ấy, đó, có cầu vai luôn, áo gió hai lớp. Mã 24, vai 46, bụng 56 và dài 71, vai 46, bụng 56 và dài 71, giá 250.000 này. Cái phần lưng này nó là phần lưng mở nhá, anh em chú ấy vận động rất là thoải mái. Cổ là cổ bẻ này, đây ạ, khóa nhôm, hệ khóa nhôm nhá, rất là chắc chắn. Đây, cái lớp ngoài là lớp kaki nhung ấy, kaki nhung là cái bề mặt nó rất là mịn, nó không, chất nó không dày nhưng mà nó rất là mịn, có cầu vai. Mã 24, vai 46, bụng 56 và dài 71, giá 250.000 này các anh các chú ơi. Tay có tay nó là dán á, đây ạ, nó có A tay luôn, đây ạ. Mã 24, vai 46, bụng 56, dài 71, giá 250.000. Mã 25, em màu lông chuột. Mã 25, vai 53, bụng 60 và dài 77. Vai 53, bụng 60 và dài 77 ạ. Con này là áo 4 túi này các anh các chú ơi. Trong này ở cái cổ nó có mũ nhá. Đó, form này nó rộng đấy. Đây ạ. Nó có lớp lót này, dây kéo và có bo, có cái gì nhỉ, gọi là cái đai, đai ở tay. Mã 25, vai 53, bụng 60 và dài 77, giá 250.000. Con này cầm nặng chịch tay luôn, bởi vì form nó to, nó đã nặng rồi ấy. Mã 25, vai 53, bụng 60, dài 77, giá 250.000. Nó chất như kiểu là chất kaki ở bên ngoài các anh các chú ạ, có cầu vai, 250.000. Mã 25. Mã 26 này, mã 26, vai 40, bụng 49 và dài 69. Vai 40, bụng 49 và dài 69 ạ. Cái con cái gì đây? Regular fit. Áo gió nhá, bên phía ngoài này nó là chất gió dày dặn này, bên trong nó lót gió dù. Đó, form của nó đây ạ. Tay có bo và có khóa dán nhá các chú. Đây ạ. Mã 26, vai 44, bụng 49 và dài 69, giá 150.000. Con này cực kỳ đẹp luôn mà trẻ trung này, form nó nhỏ, phù hợp với các anh các chú mặc kiểu dáng slim fit nhá. Người nhỏ thôi ạ. Vai 40, bụng 49, dài 69, giá 150.000, mã 26. Em lên mã 27. Mã 27, form này là dành cho nữ này. Vai 40, bụng 46, dài 75, giá 100.000 thôi ạ. Chất kaki. Đây các anh các chú ơi, mua tặng cho bà xã mình đi. Đó, có cúc, hai cúc bấm, có cầu vai. Đây ạ, có bốn túi nhá các anh các chú. Chất kaki một lớp. Có bốn túi ở trước ạ. Mã 27, vai 40, bụng 46, dài 75, giá 100.000. Em lên mã 28. Now forever. Mã 28 này. Vai 45, bụng 58 và dài 75. Một em áo gió hai lớp. Mã này là áo gió hai lớp anh nha chú ạ. Mã 28. Vai 45, bụng 58 và dài 75, giá 150.000. Cái này nó có bốn túi ở đằng trước này. Đó. Cái chất gió này thì nó mỏng thôi, rất là mềm.
áo của Hàn đây ạ, áo gió hai lớp mỏng nhá, có mũ ở trong túi trong cổ này ạ, tay nó có khúc bấm, mã 28, vai 45 bụng 58 và dài 75, giá 150.000. Em lên mã 29 này, The North Face cũng mang ra bán giá cực kỳ rẻ luôn đây. Mã 29, vai 49, bụng 57 và dài 71, giá 250.000 nha anh chú ạ. The North Face nhá. Vai 49, bụng 57 và dài 71, mã 29, giá 250.000. Một hiệu The North Face. Tay nó không có bo, nó có khóa dán thôi ạ. Và mũ thì không tháo rời. Đến xem cái lớp lót ở phía bên trong của nó. Đây ạ. Đó, phần bên trên là lót lưới, phía dưới thì nó lót gió dù nhé các anh các chú. Mũ không tháo rời ạ. Mã 29, vai 49, bụng 57 và dài 71, giá 250.000. Em lên mã 29. 29 lên mã 30 này. Vai 46, bụng 54 và dài 70. Vai 46, bụng 54 và dài 70 ạ. Đây ạ. Màu xanh phối với lại màu trắng xanh các chú ạ. Mũ thì là mũ liền luôn nhá. Form này thì nó kiểu rất là trẻ trung. Cực kỳ trẻ luôn. Mã 30. Vai 46, bụng 54 và dài 70. Con này giá là 150.000. 150.000 các anh các chú nhá. Mã 30. 150. Vai 46, bụng 54 và dài 70. Giá 150.000. Đó. Áo gió một lớp. Cực kỳ đẹp luôn. Cái này của gì đây? Hiệu. Không biết cái hiệu gì nữa. Đây. Chữ Hàn đấy ạ. Của Musingua các anh các chú ạ. Đây. Cái này nó chống mưa nhỏ các anh các chú nhá. Mã 30. Vai 46, bụng 57 và dài 70, giá 150.000. Mã 31. Vai 52, bụng 59 và dài 62. Vai 52, bụng 59 và dài 62, áo gió. Bên trong nó, bên trong phía đằng sau thì là nó không có lưới. Nó là một lớp, còn phía trước nó là lót lưới nhá. Anh em chú con này giá 120.000. Tay đấy, tay có khúc bấm. Form nó mỏng nhẹ. Nó là khúc bấm toàn bộ chứ không phải là kéo khóa các anh em chú ạ. Mã 31. Vai 52, bụng 59 và dài 61, giá 120.000. Mã 32 này. Vai 52, bụng 59 và dài 68. Vai 52, bụng 59 và dài 68 ạ, kiểu dáng bomber. Giá 180.000 các anh các chú ơi. Bên ngoài nó là chất kaki, bên trong nó lót đây ạ. Lót lớp gió dù nhá. Chất kaki màu xanh than này. Nó có phần bo nó màu đen các anh các chú ạ. Mã 32. Vai 52, bụng 59 và dài 68 ạ, giá 180.000. Mã 33. Một em áo màu đen này, màu đen. Nó là hai lớp à? Nó hai lớp anh em chú ạ, nó là hai lớp. Bên ngoài thì nó màu đen này, bên trong nó lót màu trắng. Con này mặc mặc được hai mặt hay sao á? À không, nó mặc một mặt thôi các anh em chú ơi. Con này giá 100.000 nhá, mã 33. Vai 46, bụng 50 và dài 62. Kiểu dáng bomber này. Mũ liền ạ. Hai lớp. Giá 100.000. Mã 33, vai 46, bụng 50 và dài 62, giá 100. Mã 34. Một em áo kaki, vai 50, bụng 60 và dài 85. Vai 50, bụng 60 và dài 85, giá 200.000 nha anh chú ơi. Đó, màu kiểu màu da bò ấy. Đây ạ. Mã 34. Vai 50, bụng 60 và dài 85, giá 200.000 nhá, kaki một lớp anh các chú ạ. Kaki có giãn nhẹ. Em lên mã 35. Một em của Hang Ten. Màu xanh này. Mã 35. Vai 49, bụng 54 và dài 73. Vai 49, bụng 54 và dài 73 nhá anh các chú. Giá 250.000. Nó là chất kaki một lớp, nó kiểu dài phút lên trơn đấy các anh các chú ạ, vải cực kỳ đẹp luôn của hàng hiệu Hang Ten đây ạ. Mũ
ở trong này không biết là nó không có mũ đâu, nó chỉ có khóa để mà trang trí, gọi là trang trí thôi. Cực kỳ xịn sò. California, một thương cái thương hiệu này, Hang Ten là một thương hiệu của Mỹ đấy các anh các chú. Nó có bốn túi, có hai túi thôi, em xin lỗi, có hai túi. Cái bên trong nó không có túi đâu, có hai túi rất là to ở phía ngoài này thôi, hai túi đứng như này. Đấy, bên sau đằng sau của nó đây, nó in hình nhá, rất là trẻ trung. Tay nó là cúc, cài cúc, mã 35, vai 49, bụng 54 và dài 73, giá 250.000. Mã 36 các anh các chú ạ, mã 36 này một em áo gió chui đầu. Áo hai lớp ạ. Phía bên ngoài là lớp gió, phía bên trong lót lưới dày dặn như thế này ạ. Chất cực kỳ mềm luôn. Gió này. Mã 36. Vai 55 bụng 60 và dài 63. Vai 55 bụng 60 và dài 63, giá 150.000 các anh các chú ạ. Cái này thì là em xem cái phần túi của nó. Đây, nó có cái túi, túi bao tử ấy ở trước bụng luôn. Tay có bo. Mũ không tháo rời nhá, mã 36. Vai 55 bụng 60 và dài 63, giá 150.000. Em lên mã 36 rồi, em lên mã 37 này. Một em áo kaki. Mã 37. Vai 52 bụng 61 và dài 62. Vai 52 bụng 61 và dài 62. Con này màu nó cũng rất là lạ. Nó kiểu nó cũng hay nữa. Đây cổ bể nha các anh các chú, kiểu dáng bomber ấy. Kiểu dáng bomber ở hai bên này thôi, mà phía sau nó may như này. Áo hai lớp, lớp ngoài là kaki cực kỳ dày dặn luôn, bên trong có túi này, hai túi luôn. Lót lớp là lớp gió dù. Con này giá 200.000. 200.000 cho các anh các chú mà mình thích mặc những cái màu kiểu tông ô liu ấy. Mã 37. Vai 52 bụng 61 và dài 62, giá 200.000. Em lên mã 38 á, mã 38. Vai 47 bụng 57 và dài 70. Vai 47 bụng 57 và dài 70, một em kiểu dáng bomber này. Chất cực kỳ đẹp luôn. Con này giá 220.000 các anh các chú nhá. Cổ nó bo len. Tay cũng là len ở dưới đấy ạ. Chất đẹp lắm, chất là gió dù ấy, nó mượt mà nó không bị nhàu nhờ gì đâu ạ. Bên trong lớp lót cũng gió dù luôn. Mã 30. Mã 38 á. Vai 45 bụng 57 và dài 70 này. Giá 220.000 các anh các chú ơi. 220 nhá. Mã 38. Vai 48, vai 45 bụng 57 và dài 70. Giá là 220.000. Này vai 4, vai 45 hình như em đo thị sai. Để sai sai để em đo lại. Vai 46 các anh các chú ạ. Vai 46 bụng 57 và dài 70. Giá 220.000 con này, thường là bán 400. Ngay bán còn thấp hơn cả giá nhập. Mã 39. Vai 44 bụng 55 và dài 66, giá 150.000 các anh các chú ơi. 150.000 em này nhá. Phía đằng trước thì nó là lót lưới này, phía đằng sau nó là một lớp. Đây, hiệu T-book. Rất là form, nó đẹp lắm. Nhưng con này mặc nó dễ mặc ý. Đây, tay cúc bấm này, có túi sỏ ở hai bên. Phía bên trong nó cũng có túi luôn. Bên trong có túi đấy ạ. Mã 39. Vai 44 bụng 55 dài 66, giá 150.000. Một em bomber form nhỏ nhá. Áo form, áo bomber một lớp, chất liệu kaki, chất liệu vải putlin trơn này. Mã 40. Vai 44, bụng 52 và dài 62, giá 150.000 các anh chú ơi, 150.000. Cái này là áo một lớp thôi. Đó, áo bo len này. Con này đẹp lắm. Vai là vai kiểu dáng vai suôn ấy. Mã 40. Vai 44, bụng 52 và dài 62, giá 150.000. Chất liệu là đây. Vải putlin trơn một lớp. Mã 41 ạ. Một em áo kaki. Mã 41 này. Vai 42 bụng 51 và dài 76, giá 200.000. Vai 42 bụng 51 và dài 76, giá 200.000 các anh các chú ạ. Nó là áo hai lớp nhá. Phía bên ngoài là chất liệu kaki này, phía bên trong lót một cái lớp vải semi cotton ấy. Khóa là đây, hệ khóa to, khóa đồng. Cổ bè ạ. Tay nó của nó tức là tay cài cúc như thế này. Mã 41. Vai 42 bụng 51 và dài 76, giá 200.000. Mã 42 này, một em kiểu dáng bomber. Mã 42. Vai 42 bụng 52 và dài 64. Vai 42
bụng 52 và dài 64. Em này có giá là 180.000 các anh nha chú ạ, 180.000. Áo gió một lớp. Đây ạ, bo tay này. Mã 42, vai 42, bụng 52 và dài 64. Giá 180.000, chất gió dù một lớp này. Mã 43. Kiểu dáng bomber nhá, chất liệu kaki các anh các chú ạ. Mã 43, vai 49, bụng 58 và dài 70. Vai 49, bụng 58 và dài 70, khóa nhôm ạ. Phía bên ngoài là kaki, phía bên trong là lót gió dù. Con này giá là 200.000 các anh các chú ơi. Mã 43 này. Vai 49, bụng 58 và dài 70, giá 200.000 ạ. Bo len. Chất đẹp lắm. Em lên mã 44, một con Adidas một lớp. Mã 44, vai 45, bụng 51 và dài 72. Giá 150.000 các anh chú ơi. 150.000 một con này. Một em áo Adidas chất liệu gió một lớp thể thao này. Các anh chú mua để mình chạy bộ, để mình đạp xe buổi sáng sớm, hoặc là mình mặc nó nhẹ nhàng ấy. Đây. Ô, cái này là cái gì thế nhỉ? Cái này nó không có khóa phía đằng trước đâu, nó chỉ khóa một khóa xíu ở nhỏ chỗ này thôi, bởi vì nó là áo thể thao cho nên là mình cũng không có mang đồ gì nặng để mình tập. Ví dụ anh các chú mà để cái điện thoại mà nó cứ lùng nhùng ở trong túi đây này, chạy nó cũng rất là khó. Mã 44, vai 45, bụng 51 và dài 72, giá 150.000. Một em hiệu của Leco Sport, tiếp hiệu con gà đây ạ, cũng là áo thể thao nhá, chất cực kỳ đẹp luôn. Đây ạ, phối nổi bật. Mã 45, vai 47, bụng 60, dài 74, giá 200.000 anh nhá chú ạ. Giá 200.000 cho một em Leco Sportif. Đó, áo một lớp này. Tay có bo và có khóa dán, độ mới cực kỳ cao. Mã 45, vai 47, bụng 60 và dài 74, giá 200.000 ạ. Mã 46. Mã 46 ạ. Vai 53, bụng 63 và dài 77. Vai 53, bụng 63 và dài 77 ạ. Đó. Một em kiểu dáng bu rông. Áo gió nó một lớp. Một lớp ở thân và ở phía phần lưng. Còn ở lưng trên và phía đằng trước nhá, nó có lót lưới như thế này. Anh em chú thấy xịn sò chưa? Màu cực kỳ đẹp. Nhưng con này form to này. Vai 53, bụng 63, dài 77. Giá 180.000 các anh em chú ạ. Con này các anh em chú cao tầm 1m8, 1m75, 1m8 là mặc đẹp. Mã 46, vai 53, bụng 63, dài 77, giá 180.000. Mã 47 ạ. Mã 47. Vai 48, bụng 58 và dài 64. Vai 48, bụng 58 và dài 64. Con này có giá là 250.000 các anh nhá chú ạ. 250.000 nhá. Đấy, nó là kiểu dáng bomber này, có bo len. Mã 47, vai 48, bụng 58 và dài 64. Đây ạ, chất liệu của nó này. Nó gió rất là dày dặn. Bên trong nó lót này. Giá 250.000, mã 47. Em lên mã 48. Vai 52, bụng 72 và dài 64. Vai 52, bụng 72 và dài 64. Con này giá 200.000 anh chú ạ. 200.000 kiểu dáng chất liệu kaki. Áo hai lớp ạ. Phần tay không biết là có hai lớp, để xem. Đều hai lớp hết anh chú ơi. Phía ngoài là kaki, bên trong nó lót gió dù nhá. Chất rất là mềm, cổ trụ ạ, có hai túi ở lớn ở để mình xỏ tay này này, hoặc là để mình để đồ. Mã 48, vai 52, bụng 72, dài 64, giá 200. Mã 49 ạ. Mã 49 này. Một em bomber màu hải quân. Mã 49. Vai 44, bụng 54 và dài 63. Vai 49, bụng 54 và dài 63. Nó màu của nó ấy, phối cực kỳ đẹp. Nó cũng là bên trong nó lót màu cam giống kiểu con L2B ấy các anh các chú ạ. Bo tay nhá, có bo tay bằng len này, cổ len và dưới bo thân nữa. Vậy kiểu dáng pilot, pilot bản mùa hè. Mã 49, vai 44, bụng 54 và dài 63, giá 250.000. Mã 50 ạ. Áo bomber một lớp. Mã 50, vai 45, bụng 53 và dài 64. Vai 45, bụng 53 và dài 64. Con này giá 180.000 các anh nhá chú ạ, 180.000 áo một lớp đấy ạ.
Đó. Mã 50, vai 45, bụng 53 và dài 64, giá 180.000. Mã 51, vai 57, bụng 58 và dài 62. Cái này là vai 57 nhưng thực ra nó là vai trễ đấy. Anh nghe chú mà tầm vai tầm khoảng 46, 48, 50 mặc đẹp nhá, 46 đến 50. Mã 51, vai 46 đến 50, bụng 58 và dài 62, giá 200.000 này các anh chú ơi. Cái này là cúc bấm. Đó. Bo bo tay này. Rất là xịn sò luôn, không bị xù, không dão gì nhá các anh chú. Đây ạ. Phía sau của nó đây. Mã 51, vai 46 đến 50, bụng 58 và dài 62, giá 200.000. Như con giá bomber này thì rất là dễ mặc rồi. Mà thường em bán áo bomber có bao giờ bán giá như thế này đâu đúng không ạ? Em bán cái giá nó khác. Hôm nay thì thôi. Tại vì là hôm vừa rồi em bán cái những cái video áo da ấy, anh em chú ủng hộ quá trời nhiệt tình luôn, thì hôm nay lại lên tiếp tục những cái mã như thế này để các anh em chú mình săn nhá. Mã 52, vai 50 và dài 60. Vai 50 dài 60 giá 250.000. Con này thì nó là áo mặc được hai mặt ấy, đây ạ. Bên trong thì nó là kẻ này, bên ngoài nó là màu ô liu. Nhưng tuy nhiên cái form này kiểu là dáng pilot ấy, cho nên nó mặc ngắn đấy. Anh em chú mặc mà cao cỡ khoảng tầm 1m64 trở lại mặc ạ. Mã 52, vai 50 và dài 60 giá 250.000 anh em chú ạ. 250.000 con này nhá. Mã 53. Một em của dòng gốc đây. Một em hiệu gì? All for you. Mã 53. Vai 47, bụng 56 và dài 69. Vai 47, bụng 56 và dài 69 giá 180.000 anh em chú ạ. Đây, phía bên trong nó lót này. Lót dù phía bên ngoài rất là đẹp luôn. Đó. Mã 53, vai 47, bụng 56 và dài 69. Vai 47, bụng 56 và dài 69 giá 180.000. Em lên mã 54. Mã 54. Vai 41, bụng 52 và dài 60. Mã 54 ạ. Vai 41, bụng 52 và dài 60 giá 200.000 áo hai lớp. Đây ạ, nó là chất liệu, nó là màu ô liu này. Bên trong nó lót đây ạ. Vải của nó là rất gió dù. Giá 200 nhá, form này nó nhỏ. Mã 54. Vai 41, bụng 52 và dài 60 giá 200. Mã 54. Mã 55 ạ. Mã 55. Con này hiệu hiệu của Mỹ à? Một em hàng hiệu Mỹ xuất hàng các anh chú ạ. Áo gió hai lớp. Mã 55. Vai 47, bụng 51 và dài 71. Vai 47, bụng 51 và dài 71, áo gió hai lớp. Mũ không tháo rời ạ. Con này thì là giá 200.000 các nhà chú nhá. Đây. Chất đẹp lắm, những con này mặc siêu bền luôn. Mã 55, vai 47, bụng 51 và dài 71 giá 200.000 ạ. Tay có bo và có khóa dán. Mã 56 này, một em áo bomber màu đỏ. Mã 56, vai 51, bụng 56 và dài 65. Vai 51, bụng 56 và dài 65 ạ. Đó, ở phía đó, bên trong nó lót ở phần phía đằng trước và phần lưng trên là vải cốt tông kẻ nhá các anh các chú. Có túi ngực đây, xịn cực kỳ luôn. Con này giá 200.000 này. Mã 56, màu đỏ nó không phải là cái đỏ đỏ chói đâu các anh các chú ạ, nó không phải kiểu đỏ cờ đâu. Nó đỏ nó hơi đô nhá. Mã 56, vai 51, bụng 56 và dài 65 giá 200.000 này. Phù hợp với các anh các chú mà thích những cái màu nổi bật đấy ạ. Đó có hai cái túi ở trước ngực kéo khóa đây. Đó. Tay nó cúc bấm á. Mã 56. Vai 51, bụng 56 và dài 65 giá 200. Mã 57. Một em áo gió màu ghi. Các loại màu ghi phối với nhau. Mã 57. Vai 45, bụng 51 và dài 70. Vai 45, bụng 51 và dài 70. Đây em này áo gió hai lớp anh nha chú ơi. Này, xịn sò không? Mũ có thể tháo rời, con này giá 200.000 anh các chú ạ. 200.000 cho em áo gió này.
Chất đẹp lắm, rất là mượt này, mềm. Mã 57, vai 45, bụng 51 và dài 70, giá 200. Em lên mã 48. Một em nepa áo một lớp 58 này. Vai 50, bụng 54 và dài 71. Vai 50, bụng 54 và dài 71. Một em nepa đấy, phối màu cực kỳ đẹp. Ở bên trong này nó có mũ này các anh các chú ơi. Con này giá 180.000 các anh các chú nhá. Mã 58, vai 50, bụng 54 và dài 71, giá 180.000. Áo một lớp. Mã 59 này. Vai 40, bụng 49 và dài 70. Đó, một em áo thời trang phong cách lính đấy ạ. Con này form là cái vai nó nhỏ ấy. Mã để em đo lại xem là 40 hay là bốn mấy mà thấy cũng to mà. 40 thôi anh chú ạ. Mã 59, vai 40, bụng 48 và dài 70 này. Giá 150.000 nhá các anh chú. 150.000, form này nó nhỏ. Đó. Phù hợp với các anh chú mà kiểu cỡ khoảng tầm 55 cân. Mã 59, vai 40, bụng 48, dài 70, giá 150.000. Quá đồng. Và nó là áo một lớp ạ. 150.000. Mã 59, vai 40, bụng 48 và dài 70, 150.000. Mã cuối cùng của ngày hôm nay. Mã 60. Mã 60 ạ. Vai 46, bụng 56 và dài 70 này. Vai 46, bụng 56 và dài 70, áo gió hai lớp, cực kỳ đẹp luôn. Ủa cái lớp lót của nó mượt mà thế. Màu màu ghi phối với lại cái màu, cái này là màu gì, vàng gì nhỉ? Vàng cốm à, vàng chanh ấy. Nó là kiểu màu neon, cực kỳ đẹp và kiểu dáng thể thao trẻ trung lắm. Con này giá 200 các anh các chú nhá. Chất đẹp lắm, chất đẹp mê luôn ấy. Những con này mà các anh các chú mà đi mua mới mà xem giá phải tầm 1 triệu 8 2 triệu đấy ạ. Mã 60, vai 46, bụng 56 và dài 71, giá 200.000 ngày hôm nay. Quá rẻ luôn anh các chú ạ. Những anh những chú mà mình hay tập thể thao ấy, thì lấy những con này xuất sắc luôn. Đi đạp xe ngồi xong mình khoác, hoặc là mình đơn giản là mình đi, kể cả những anh chú không cần chơi thể thao mà mặc thích phong cách trẻ trung thì là những con như thế này nhá. Phối này đẹp không anh chú. Mã 60, vai 46, bụng 56 và dài 71 ạ, giá 200.000 nhá. Áo gió hai lớp dày dặn. Đó, hôm nay thì em Thanh đã lên tất cả là 60 sản phẩm áo gió với mức giá là từ 100.000 đến 250.000. Các anh các chú mà cần đặt hàng vui lòng liên hệ qua số hotline hoặc Zalo của em Thanh trên màn hình 0832 625789 để em gửi hàng cho mọi người. Em xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi video của em Thanh ngày hôm nay và hẹn gặp lại các quý khách hàng ở những video tiếp theo của em ạ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.